Kính thưa toàn thể quý ông bà anh chị em, sau khi căn dặn và trao sứ mạng cho các môn đệ, Chúa Giêsu từ từ cất mình lên khỏi mặt đất, rồi cụm mây bay ngang cắt đứt cái nhìn của các môn đệ. Chúa đã biến mất khỏi tầm mắt của các ông. Chúa đã về trời. Chúa về trời để cho các môn đệ ở lại ngẩn ngơ đứng nhìn. Nhưng có hai người mặc áo trắng, tức là các thiên sứ, đến làm cho họ tỉnh cái giấc mộng đó và nói, nhắc nhở họ cái bổn phận là Chúa căn dặn là các con hãy đi khắp thế gian rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật. Chúa đã xuống trần sau 33 năm chung sống với thân phận làm người, và nhất là qua cuộc tử nạn đẫm máu của Ngài, Ngài đã hoàn tất công việc Chúa Cha trao phó. Ngài đã gây dựng một gia tài vĩ đại là nguồn ơn thánh cứu rỗi để cứu vớt toàn thể sinh linh. Giờ đây Ngài trao lại gia tài đó cho con người qua giáo hội. Ngài muốn cứu vớt tất cả mọi người, nhưng công việc trao ban ơn cứu rỗi ấy Ngài muốn chính con người phải làm, chính con người phải cứu vớt lẫn nhau. Nên Ngài minh nhắc dạy các tôn đệ là các con hãy đi khắp thế gian rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật. Câu nói các con hãy đi rõ ràng là Ngài muốn gửi đến cho mọi người, không phân biệt nam nữ già trẻ, không phân biệt đi tu hay không đi tu. Phàm đã là người biết Chúa Giêsu Kitô thì đều có bổn phận phải đi. Hãy đi có nghĩa là phải ra khỏi cái tháp nhà của đời mình, là không ngồi thụ động trong cái vỏ bình an của đời mình, là phải đứng dậy và bước đi. Bước về phía nào cũng được, đông tây nam bắc, bất kể, miễn là nơi đó có người khác. Và nếu vậy, ở đâu và bất cứ nơi nào cũng đều có thể là nơi truyền giáo. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, đi và đến với người khác để làm gì? Cái vế thứ hai của câu Chúa nói thưa là để rao giảng tin mừng. Nhưng tin gì mà phải mừng? Thưa, có hai tin rất mừng. Tin thứ nhất là không ai trên thế giới này là kẻ mồ côi. Ít người trong chúng ta nghĩ ngờ rằng trái đất mà chúng ta đang sống lại là một trại mồ côi tập thể. Gần 7 tỷ người mà mới chỉ có gần 2 tỷ người biết được khuôn mặt của cha mình, đó là chính Thiên Chúa. Còn 5 tỷ người nữa cứ ngỡ tưởng đời mình chỉ là một kiếp bèo dạt mây trôi. Chúng ta hãy bảo cho họ biết là họ có cha đó để họ khỏi buồn và bơ vơ, vì Thiên Chúa là người cha đích thực của họ. Và tin mừng thứ hai là chúng ta hãy vui sống giữa cuộc đời, hãy cười lên, vì tất cả những khuôn mặt của ta gặp gỡ giữa chợ đời, không ai là lang sói, không ai là kẻ thù của mình đâu, tất cả đều là anh em chị em ruột thịt của mình đó. Cuộc đời này chỉ là một phiên chợ mua bán công phúc. Sau phiên chợ, người ta sẽ tùy vào hàng hóa công phúc ấy mà đổi được cái chỗ ở vĩnh viễn ở đời sau cho mình. Nhưng còn một tin quan trọng nhất mà không thể không thông báo, đó là
Thiên Chúa, người cha dấu ái của chúng ta, đã không còn ở xa nữa. Người đã cho người con duy nhất xuống thế làm người để đi tìm gặp chúng ta. Đó là Đức Giêsu Kitô. Ai gặp được Ngài và tin vào Ngài thì chắc chắn sẽ tìm được hạnh phúc ở đời này và cả hạnh phúc ở đời sau nữa. Cho tôi xin phép nói mấy phút với các em bằng tiếng Anh. Dear my children, today the church celebrates the ascension of the Lord. As the first reading, the Acts of the Apostle tell us, before the very eyes of his closest followers, 40 days after his resurrection from the dead, Jesus ascended body and soul into heaven. What exactly does this word ascended mean? Many people throughout salvation history have been raised or have raised others from the dead with the help of God's power. But only Jesus Christ rose from the dead on his own. As true God, he holds power over life and death. He is all-powerful and almighty, as we say it with in the Greek. And as true man, Jesus used that all-powerfulness to conquer death for our sake, to win our salvation, to redeem us. So, by bringing redeemed human nature up into heaven, he showed that along with being all-powerful, he is also all-good, all-loving. So Christ's ascension then reminds us that there is no limit to the confidence we can have in our God, because there is no limit to his power and goodness. Today the church inviting us to reflect on this great mystery of our faith, Jesus' ascension into heaven. As we do so, we should feel our confidence in God renewed and strengthened. Jesus is ruling history right now. None of the difficulties, injustices, and problems that we face as individuals, families, and societies is outside his knowledge or power. He is at work in all things, even if it is sometimes hard for us to see exactly how. As today's mass prayers remind us in the breakfast for ascension, Christ, the mediator between God and man, judge of the world and Lord of all, has passed beyond our sight, not to abandon us, but to be our hope. How can we express this hope, this confidence in God? By sharing it with others. Why? Because we know Jesus Christ and know that only him is all-powerful, all-knowing, and all-good. Only his mercy can heal hearts that have been wounded by sin and evil.
Only his wisdom can untie the moral knot that today's secular culture has tied in the minds of our neighbor. So we are the one who can share the good news with those who do not. Moreover, when Jesus ascended into heaven, he didn't take the members of his church with him. Instead, he entrusted his mission to their care. Go out to hold the world to the whole world, he said as he ascended. That mission to follow Christ and help others to do the same is still in full swing today. It is in our hands. And if we do our best to fulfill our part, surely God will do the rest.